Ok, mình đố trước thôi. Và đây là bài review thứ 18 của mình. Frank de Boer, huyền thoại của Ajax và Barcelona, pháo đài của người Hà Lan bay. Frank de Boer là người từng nắm giữ kỷ lục về số lần khoác áo của đội tuyển Hà Lan cho đến khi bị Edwin van der Sar vượt qua gần đây. Ông là một trong những hậu vệ tài năng nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến, với lối chơi mạnh mẽ, bền bỉ và nhãn quan chiến thuật sắc sảo thuộc loại hiếm có nhất ở trên thế giới một thời. Các bạn có thể thấy đây là Frank de Boer có 3 vị trí là CB, CDM và LB. Mình sẽ review để ở trong hai vị trí CB và CDM SW. Ok, cùng đi qua thể hình và ngoại hình của De Boer. Như các bạn có thể thấy trong hình thì nhìn gương mặt của De Boer khá là trai đúng không? Tuy nhiên thì thân hình hơi bị bé, chỉ có 1m89 thôi, cân nặng có 79kg hay sao á. Nhìn như thế này thì mình sẽ thân hình như thế này thì mình sẽ nghĩ đến hậu vệ hoặc là tiền vệ chạy cánh hơn là một trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự đúng không? Ok, và mình sẽ đi vào bài review. Vì có lỗi kỹ thuật nên là bài review này của mình sẽ chỉ để ở mức 720 HD thôi, nên là các bạn chịu khó xem nhé. Ok. Thì với cái chỉ số ẩn hay là phong cách chơi rất hợp với một CDM thì mình đã thử test ở vị trí CDM tầm 10 trận thì mình đã cảm nhận được rằng De Boer sở hữu thể lực 89 này, di chuyển khá là rộng, gần như là bao sân, thì mặc dù mình đã để xu hướng 1-3 và có phần khá là ham công đúng không? Tuy nhiên thì đã từng mang trong mình cái dòng máu của Barcelona thì De Boer khiến mình rất là ấn tượng với khả năng chuyền chọt hay tạt cánh của anh, rất là tốt với chuyền ngắn, chuyền gài để vào 89, tạt bóng là 85 đi liền với chỉ số ẩn ở chuyền dài, ảnh hưởng đúng để trong in game. Ngoài ra thì tốc độ và khả năng radar cũng rất là đáng kể khi nói đối với một CDM, tốc độ 80 và tăng tốc 82 và trong game thì khá là nhanh, Ray rất là sát chân và khó để lấy được, sẵn sàng chạy lên và chạy về. Ngoài ra thì sút xa và chỉ số ẩn sút xa thì cũng là một điểm mạnh của anh, với được bóng đi khá là căng. Mình rất đánh giá cao những cầu thủ CDM Ray rất tốt này, cũng biết sút xa và những pha lên công về thủ nhịp nhàng đúng không? Thì những cái đối với mình cái cảm giác De Boer đá CDM sẽ ở mức khá và tròn vai thôi, chứ nếu mà đá trụ trong một sơ đồ, ví dụ như sơ đồ kim cương, thì mình nghĩ là De Boer này sẽ không phát huy được hết khả năng của đâu. Thì mình sẽ tạm gác lại ở khu vực giữa sân, đá khá là tốt thì mình sẽ đưa về đá ở vị trí CB chuẩn trên thẻ của anh. Thì nhận ra được một vài điểm nổi bật như sau này. Xoạc bóng này, với cái chỉ số ẩn xoạc bóng 91, quyết đoán 88 và chỉ số ẩn xoạc bóng đấy thì cho phép anh ở trong game có những pha tắc bóng và chính xác và có sát thương rất là tốt. Tuy nhiên để mà so với những De Sally hay là Caravaro thì tất nhiên là không bằng rồi. Với cái việc thể hình vừa phải, cân nặng vừa phải và dĩ nhiên là cái đoạn húc nhau thì chẳng ai đi lại đi sử dụng một cầu thủ cao 1m79, sức mạnh 82 ra để húc nhau với các cầu thủ Pogba hay là Ibra cả. Tuy nhiên thì không đến mức như mình nói, có nghĩa là so với các Lewandowski hay Higuain, các kiểu của ST da trắng mà sinh trung tình dễ bảo thì đánh nhau được hết. Vì bù lại cái chỉ số ẩn chiến binh khiến các cầu thủ đôi lúc dai sức hơn, đôi lúc mạnh hơn trong các tình huống khiến cho mình khá là bất ngờ đúng không? Và bây giờ mình sẽ nói đến cái phần thọt này. Đầu tiên là thói ham tấn công, mình phải nói là cực kỳ ghét các cầu thủ ham tấn công này. Cái xu hướng hai mặc định gây ra rất nhiều cản trở, y như là ông Terry rồi bây giờ. Vậy phải như thế nào mới sử dụng được De Boer ở đây? Mình sẽ đưa ra một ý kiến được cho các bạn là vị trí SW. Không biết đúng hay không nữa, nhưng mà kể từ cái ngày để ông này đá cái vị trí SW thì cái sự chắc chắn phải nói lên tuyệt vời. Cặp bên của mình là John Terry Gonzalez thì mình đã có một cặp thò và dập. Thì dĩ nhiên với De Boer là thòng rồi, và mình đánh giá De Boer ở vị trí SW khá là tốt, vì mình cảm nhận được những gì mà ngày trước Ferdinand Gorbet của mình làm được. Tuy nhiên thì không thể so bằng được vì có cái chỉ số ẩn siêu cản phá, không có cái chỉ số ẩn đấy, mà chiều cao trung bình hoặc là những thứ Ferdinand làm được thì De Boer đều làm được. Đặc biệt là cái khoản phán đoán hướng bóng thì cực kỳ tốt, với cái phản ứng 94 cho phép anh biết được và chạy ngược lên trước cầu thủ và chặn được đường chuyền banh đúng không? Mình khá là thích cái điểm này của De Boer. Ngoài ra là tranh bóng 92 kèm người 91 cũng được gọi là đủ dùng, vì cá nhân mình cảm thấy rằng tranh bóng sẽ ở mức tốt
và không được xuất sắc như Cannavaro. Về đánh đầu dẫu biết thọt chiều cao lẫn chỉ số, tuy nhiên thì đánh giá của mình sẽ không như đồn đại hoặc là nhìn vào chỉ số, và ít khi De Boer đánh đầu hụt như Terry lắm. So về cái đánh đầu thì những Toni, Drogba, Ibra, Gomez không ăn được, nhưng với các cầu thủ còn lại thì vẫn còn vị trí tốt và bù đắp rất là nhiều. Chỉ cần bạn đánh đầu đúng thời điểm thì sẽ rất là ok. Còn với cái vị trí hậu vệ trái thì mình sẽ không đá nữa, vì những yếu tố trên là quá đủ để biết được anh ta sẽ đá hậu vệ trái tốt rồi, đúng không? Và bài review của mình sẽ chỉ đến đây. Mong rằng những cái gì mình nhìn nhận, cảm nhận của mình thì anh em sẽ chia đều thật là hợp lý. Riêng cá nhân mình thấy De Bruyne là một cầu thủ rẻ và đáng để dùng. Và nếu có ai có những ý kiến hãy để lại dưới comment và mình sẽ xem xét như thế nào. Và bài tiếp theo của mình sẽ là Pavel Nedved, Wijnaldum hoặc là Luis Figo luôn là gần. Các bạn hãy sub và bật thông báo và đợi mình ra bài mới nhất nhé. Ok. Và cuối cùng nhớ subscribe và like và share video để liên tục cập nhật các bài video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào các bài video sau. Ok.